Chào mừng cả nhà đã quay lại với kênh Gấm Đỗ Nhật Bản nơi tôi sống. Hôm nay Gấm xin phép chia sẻ một cái mẹo nho nhỏ về cách tách cơm dừa của trái dừa khô với cả nhà. Hôm nay đi siêu thị, vô tình thấy siêu thị có bán dừa khô, lại chợt nhớ tới một người chị bạn ở Bến Tre, được chị ấy nấu cho món thịt kho dừa. Ăn lần đầu tiên là nghiện luôn ấy cả nhà. Thế là Gấm mua hai trái về, một trái là để nấu liền và một trái thì cho vào ngăn đá để dành lần sau sẽ nấu ăn nữa. Ở Nhật thường thì không phải lúc nào cũng có, thi thoảng đi siêu thị mới có, hoặc là mình phải mua người ta gửi đến thì mình phải tốn phí ship rất là cao. Nên là hầu như đồ thức ăn thì thường những loại nào cho vào tủ đông được là sẽ mua nhiều rồi cho vào tủ đông để ăn dần dần ấy cả nhà. Trái dừa này nó hơi già, nó hơi cứng cại một tí, nhưng mà ở Nhật thì được một trái dừa như thế này thì cũng là quý rồi ấy cả nhà. Có nhiều bạn rất là vất vả ở việc bổ dừa này nhé cả nhà, chứ đừng xem thường cái việc bổ dừa nhé. Đây, giống như sử dụng cây dao và dùng cái sống lưng của cây dao này đây. Cái bảng nó to ấy, mình lấy cái bảng nó to xíu để mình bổ. Gấm chia sẻ để bạn nào chưa biết cách thì cùng tham khảo nhé. Mình lấy sống lưng của cây dao á, mình bổ vào giữa trái dừa và mình xay vòng vòng theo cái trái dừa đó, mình xay mình bổ. Đấy, thế là ra. Hãy Gấm làm cho cả nhà xem cách mà mọi người thường làm nhé. Đây, cứ đập bổ ra nhưng mà nó rất là cứng cại ấy. Đấy, bổ thì nó cứ manh múng ra. Đấy, thế là bể hết một miếng. Rất là vất vả luôn ấy cả nhà, cách này ấy. Đây, đập mà nó đâu có chịu văng ra đâu. Nại thì nó cũng cứng, mà đập thì nó cũng không bể. Đấy, cực lắm luôn ấy. Đấy, văng ra nữa. Đấy, cái này là Gấm làm cho cả nhà xem thôi nhé, chứ đừng ai bắt chước theo Gấm làm theo kiểu này nha. Ngày xưa Gấm cũng còng lưng cại như vậy đó, đập ta nói nó bể te tua manh múng hết trơn vậy. Sau này lên mạng rồi được bạn bè chỉ cách, ở đây Gấm sẽ bắt đầu chia sẻ cách làm tách rất là dễ và nhẹ nhàng luôn ấy cả nhà. Đấy, đó là mình hơ lửa, mình cho cái trái dừa lên, mình hơ lửa cho nó nóng lên một xíu, là lúc đó mình tách ra rất là nhẹ nhàng luôn. Đây cả nhà ơi, hãy để ý vào dấu mũi tên Gấm chỉ đây. Đấy, dần 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 nó hé miệng đấy cả nhà. Cả nhà tập trung nhìn là sẽ thấy. Đấy, dần 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 cái vết nứt nó sẽ to ra. Đấy, nãy giờ đi kiếm đồ nghề cả nhà. Đây, kiếm ra nè. Gấm sử dụng cái này đây. Cái này là mình để mình nại ra ấy. Cái này nó nhìn như cây dao nhưng mà nó không có bén nha cả nhà. Mình sử dụng cái mũi dao thì nó bén, nó hơi nguy hiểm. Còn cái này mình tách ấy, nó không có bị đứt tay. Cả nhà xem, đây cái vết nứt nó to ra đó. Mình tắt bếp. Rồi bắt đầu mình tách dừa ra nha cả nhà. Hơi nóng một xíu nên Gấm sử dụng bao tay, nhưng mà tách rất là nhẹ nhàng và dễ dàng luôn ấy. Đấy, nó tự hở ra rồi, tự hé miệng ra ấy cả nhà. nó như con hến con sòi vậy đấy. Ở nhiệt độ cao là tự há miệng ra thôi à. Bạn nào mà muốn làm món mứt dừa thì cũng có thể áp dụng cách này để tách cơm dừa ra ấy cả nhà. Như vậy nó sẽ ra được nguyên một cái cùi nguyên vẹn, sẽ làm được, nó sẽ đẹp hơn. Thấy, Gấm tách ra được rồi đấy. Đây, thật ra cách này thì Gấm cũng học được từ mấy chị em bạn bè ở Nhật thôi ấy. Còn đây là cây dao bào, thì kế tiếp mình bào cái lớp đen này ra thôi. Thế là mình có thể chế biến món ăn được rồi. Bạn nào muốn làm món mứt dừa thì có thể bào một đường dài thiệt dài để làm món mứt dừa. Còn Gấm thì Gấm thèm, do Gấm thèm ăn cái món cơm dừa kho với thịt ấy của một người chị bạn quê Bến Tre, chỉ nấu cho ăn một lần là nghiện luôn. Thế là bắt chước nấu theo. Đây cả nhà thấy miếng dừa nó trắng ra rồi đấy. Thế là ta đã thành công tách được cơm dừa ra khỏi gáo dừa đấy cả nhà. Và bây giờ bắt đầu chúng ta đi chế biến để nấu món ăn thôi. Gấm thì Gấm học theo bà chị để nấu món cơm dừa kho, thịt kho thôi nhé cả nhà. Gấm chỉ nấu theo cách mà của Gấm học được và nhà Gấm ăn thôi, chứ cũng không dám chia sẻ cách nấu. Mỗi người có một cách kho khác nhau nên là Gấm không dám múa rìu qua mắt thợ. Bạn nào có cách nấu ngon hơn thì Gấm xin phép học hỏi. Điểm chính ở video này là Gấm chia sẻ cách tách cơm dừa ra khỏi cái gáo dừa một cách dễ dàng, nhanh gọn lẹ và rất là nhẹ nhàng đấy cả nhà. Cả nhà ơi, nếu thấy cách làm này hay thì hãy chia sẻ cho bạn bè cùng biết nhé. Và đừng quên ấn like và đăng ký kênh để ủng hộ tinh thần cho Gấm, để Gấm ra thật nhiều video ý nghĩa hơn nữa nhé. Không biết mọi người thế nào, nhưng đối với Gấm thì ẩm thực Việt Nam vẫn luôn luôn là nhất cái cả nhà. Đi đâu nữa, ăn món của nước nào đi nữa thì món Việt Nam mình vẫn luôn là nhất. Và Gấm may mắn được quen nhiều chị bạn bè ở nhiều nơi, ở nhiều tỉnh khác nhau, nên được mọi người nấu cho ăn các món của đặc sản của nơi đó. Ở Việt Nam thèm thì có thể ra chợ mua nguyên liệu về mà nấu. Còn ở Nhật đôi khi thèm muốn mua nguyên liệu cũng rất là khó ấy cả nhà. Không phải lúc nào cũng có. Nhiều khi phải chờ đến mùa, hoặc là mua từ ở xa họ gửi đến thì tốn tiền phí ship, hoặc là mua thì phải cho vào tủ đông để ăn dần dần ấy cả nhà. Bình thường mọi người thường kho theo cách là mình kho khô với cả nhà, nhưng do là dừa nó vừa gám vỏ, lúc đó nó còn mềm, thì mình kho khô lại ăn nó rất là ngon. Nhưng mà do là Gấm mua dừa này ở Nhật nó hơi già, nó cứng cại rồi, nên Gấm nấu theo cách là thịt heo kho tàu với cả nhà. Mình làm như vậy thì mình cho dừa vào, mình ninh nó lâu thêm một xíu để cho dừa nó hơi mềm và nó thấm gia vị hơn. Cả nhà ơi, bạn nào mà đang sinh sống ở Nhật hay có anh chị em bạn bè mà sinh sống ở Nhật mà yêu thích trồng cây thì hãy liên hệ với Gấm nhé. Gấm có để link ở phần mô tả, cả nhà hãy vào phần mô tả ấn vào link để liên hệ với trang cây giống của Gấm nhé. Trang cây giống của Gấm thường xuyên tặng cây giống Việt cho các bạn đang sinh sống ở Nhật ý. Ngoài ra, bạn nào yêu thích trồng cây cũng có thể kết giao với Gấm để cùng nhau chia sẻ, học hỏi cách trồng cây, cách chăm sóc, cách diệt sâu. Nói chung là tất tần tật về các loại cây nhé cả nhà. Cảm ơn cả nhà đã xem video. Và đây là thành phẩm của Gấm đấy. Thịt kho tàu với cơm dừa. Rất là thơm mùi dừa luôn ấy cả nhà. Chúc cả nhà thành công nhé.